Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đây là lô 14 hôm 16 của mấy câu nhậu bãi. Và hôm nay mình có là 2 mấy câu biển và còn lại là 4 mấy đấng. Và giá mình báo trên video là cho bao gồm phí ship. Ship code là 30.000 một đơn, được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Thì ở đây mình có hai câu đầu tiên. Hai câu đầu tiên là hai con mấy biển nhưng mà mình quên đánh số thứ tự từ đầu nên là mình đánh số ngược nha. Con này là con số 15 nha các bạn. Con số 1 này là mình nhầm, con này là con số 15. 15 ở đây mình có là một con mấy ngang, câu dít, câu biển. Dòng này thì các bạn không có câu lua hoặc là rê lóc được nha. Con này thì câu dít, câu biển. Hàng đai qua các bạn. Đây hàng đai qua đây, nhưng mà cái logo này nó hơi mờ nha, hàng đai qua Nhật. Con này tên của nó này, Super Tita Sensor. Con này là con mấy ngang, câu dít của đai qua. Cứ số 6 vào được 300m, số 8 là 220m. Con này size thường nó size tầm 9.000 nha các bạn. Ngoại hình tổng thể như thế này. Con này là máy pin đây. Cái này là pin có sẵn của máy rồi nha các bạn. Nếu mà các bạn xài thời gian nó hết pin đó thì mình thay pin nha. Thay bằng pin đồng hồ như thế này. Đây, ngoại hình tổng thể của nó như thế này các bạn. Hàng này là hàng đai qua Nhật, size tầm 9.000. Đây, đây là nhựa siêu bền, nó còn nguyên nha. Đây là chốt để khóa tay quay khi các bạn quăng dây. Con này thì nó chỉ có chốt chặn một chiều như thế này các bạn, nó không có chiều ngược lại, chỉ có chiều quăng dây, nói chung là chỉ có chiều xả ra như thế này, không có chiều ngược lại. Ngoại hình tổng thể như thế này. Cái dòng máy đời cao thì thường một số dòng sau này thì người ta sẽ không có làm cái chiều ngược lại, vì thực chất là cái chiều ngược lại nó sẽ làm rối dây, nhưng mà không quấn dây nha. Đây, đây là con lăn chia cước của nó đây. Con lăn chia cước như thế này các bạn. Size 9.000. Nút này là dùng để chỉnh spool nha. Chỉnh radio của máy. Khi các bạn xíu thì spool nó sẽ nặng hơn. Đó, radio chỉnh radio thấp hơn, máy quay khỏe hơn nha. Dòng là chuyên đánh dít, câu đáy, câu biển. Ngoại hình như thế này. Màu của nó là màu ghi xám nha các bạn. Hàng đây qua. Đây, nhựa siêu bền. Nhựa này rất là mảnh. Đó, nhựa rất mảnh. Nhưng mà cực kỳ chắc luôn nha. Hàng đeo qua Nhật, con này là con số 1, mình nhầm con số 15. Đi nhầm không có đến số thứ tự từ đầu nên là bây giờ ghi ngược lại. Con này là con số 15. Phần tay quay của nó là như thế này nha các bạn. Con số 15 này nặng là 570g. Số 15 này có giá là 500.000. Các bạn xả spool này. Xả spool máy quay rất là nhẹ. Con này là con số 15. 15 này giá là 500.000. Tiếp theo là máy số 16. 16 ở đây mình có là một con hiệu Shimano. Con này là con câu biển, câu dít lớn của Shimano nha. Con này là con Shimano SLS 3000. Shimano SLS 3000. Con này thì khá là lớn. Đây các bạn. Con này thì size tương ứng của nó size tầm con này size tương ứng của nó là size tầm 12.000 nha. Máy rất là lớn nha các bạn. Khá là lớn, size 12.000. Con này thì cũng còn pin nha. Đây là khóa chốt chặn, chốt khóa tay quay. Đó, chốt này là chốt khóa tay quay khi quăng dây.
Chốt này là dùng để, cái này là gọi là chốt chặn nha các bạn, chốt chặn một chiều. Nút này là nút chỉnh spool nha các bạn, chỉnh radio của máy này. Nút này là chỉnh nút chỉnh spool. Khi bác chỉnh thì máy nó sẽ quay chậm hơn. Đó, nó nặng hơn nha, cái quay nó nặng hơn, radio nó nhỏ hơn. Con này thì nói chung là tất cả các chức năng của nó đều ok hết nha các bạn, không có ảnh hưởng gì. Con này là con Shimano Nhật, ngoại hình có trầy xước như thế này. Đây là con lăng chưa cước này. Con này thì độ mới của nó mới tầm 70%. Hàng Shimano Nhật máy khá là lớn. Ngoại hình như thế này các bạn. Con này thì khá là nặng, con này là con số 16. Con số 16 này nặng tới 760g, máy rất là lớn nha, 760g. Con này là con số 16, giá 500.000. Dùng cho khách nào câu thu, câu ngừ, đâm dít, mình câu đáy nha các bạn. Số 16 giá 500, tiếp theo là con số 1. Số 1 ở đây mình có là một con Diamond. Con này là con Diamond máy nhỏ, Diamond Tuckle No 1. Dòng Diamond máy này quay cực kỳ khỏe nha, mà đĩa Nhật. Máy này của nó là full kim loại nha các bạn. Full kim loại Mobi 6. Đổi tay trái phải được. Con này có số 4 là 100m, số 3 130m, số 2 là 180m. Size tướng của nó là size tầm 2000. Mobi 6. Đổi tay trái phải được, gạt cứ thì còn khá là sáng nha. Đây các bạn. Gạt cứ của nó là bị rất là bóng, nhưng mà cái này tại vì bóng cái nó bóng kiểu trắng gương các bạn, nên nó in ảnh cái khác lên nhìn nó hơi giống là bị trầy, nhưng mà thực chất nó không có trầy nha, nó rất là bóng. Và cứ ok. Size 2000, hàng Diamond Tuckle No 1. Con này thì Movin sống đổi tay trái phải được, hàng mà điện Nhật. Dòng này thì quay rất là khỏe. Dòng Diamond nó Diamond là dòng xuyên và máy nội địa nha, máy nội địa Nhật, dòng máy tương đối xịn, khá là xịn. Hàng này nó cũng ít có hàng nữa. Quay rất là nhẹ. Đó, quay rất là nhẹ mượt nha. Size 2000, dòng này thì cho khách nào câu ISO, câu cái nhỏ. Rồi con này các bạn câu luôn cũng được. Máy rất là nhẹ, radio của nó đến 5.2 nha. Ngoại hình thì như thế này, nước sơn của nó, nước sơn nó không có được, nước sơn này có dấu hiệu giống như nó muốn bong ấy các bạn, rất là cứng, rất là chắc, nhưng mà sơn này nó không có đẹp lắm. Con này độ mới của nó mới tầm 70%, hàng Diamond Tuckle No 1, nội địa Nhật, con này là con số 1, size 2000, con số 1 này nặng là 240g, số 1 này có giá là 300.000. Tiếp theo là con số 2, số 2 ở đây mình có là một con Ryobi. Con này là con Ryobi CX2B, radio là 3.4. Con này thì cố nó là cố carbon, thân kim loại. Cứ số 3 vào 200m, số 4 vào 130m. Size tướng của nó là size 3000 nha. Một viên sóng. Lưỡi ga đầy đủ cho các bạn. Con này thì các bạn đổi tay trái phải được. Gạt cước này. Đây, gạt cước còn ok nha. Ngoại hình tổng thể như thế này các bạn. Con này thì ngoại hình trầy xước ít. Đây, cái phần gạt cước này nó bị tróc cái lớp sơn bóng bên ngoài một xíu như thế này. Nhưng mà nó không có bị đứt cước hay bị gỉ, không kiểu bị gỉ nha các bạn. Không có bị gỉ. Ngoại hình như thế này. Độ mới con này mới tầm 70, con này mới tầm khoảng 70-75%, trầy xước rất là nhẹ thôi. Hàng Ryobi Nhật, size 3000, radio 3.4. Con này thì radio của nó nhỏ, nên là mình thả tay quay thì máy nó dừng, nhưng mà thực chất là máy quay rất là nhẹ rồi. Đó. Con này thích hợp cho khách nào câu sông,
câu cá nhỏ hoặc là các bạn câu iso cũng được. Máy quay cực kỳ nhẹ nha. Con này là con số 2, ngoại hình như thế này. Con số 2 này có giá là 280.000. 280.000, con này nặng là 340g. Số 2, 340. Mình nhầm, số 2 là 280, nặng là 340g. Tiếp theo là con số 3. Số 3 đây mình có là con Ryobi Carbon Win 2000. Con này thì toàn thân của nó là carbon. Phần tay quay này cũng là tay quay carbon luôn nha các bạn. Máy này thì khá là nhẹ, nhưng mà có trọng lượng của nó rất là nhẹ. Cứ số 3 170m, số 4 120m, số 2 là 230m. Size tướng nó là size 3000. Mô pin 6. Đổi tay trái phải được. Gạt cước là bằng sứ đá đen. Con này gạt cước ok nha. Hàng này là hàng Ryobi Nhật, ngoại hình tổng thể như thế này. Dòng này thì thích hợp cho khách nào mình câu biển các bạn. Câu biển và dòng các bạn câu cá hanh, cá tráp. Cá hanh hay gọi là cá tráp thì, hoặc là cá giò. Câu bờ dọc bờ biển thì nó sẽ máy dòng carbon nó không có bị nhiễm mặn, không bị rỉ sét nha. Đây, con này thì carbon, full carbon luôn. Máy quay cũng rất là nhẹ. Chút chặn ok nha các bạn. Máy quay nhẹ nha. Con này thì quay nhẹ mượt, size tương ứng nó là size 3000. Reito này là 5.1. Reito 5.1, con này là con số 3. Con số 3 này nặng là 280g, số 3 này có giá là 300.000. Tiếp theo là vai số 4. Số 4 ở đây mình có là con Daiwa. Con này là con Daiwa Silverline 500. Cổ nó là cổ carbon, thân kim loại. Mô pin 6. Đổi tay trái phải được. Con này size tướng nó là size 4000 nha các bạn. Size 4000. Đây, gạt cước này. Con này thì gạt cước còn khá là sáng. Ok. Hàng này là hàng Daiwa Nhật nha. Ngoại hình như thế này. Con nó bị bong sơn nữa các bạn. Đó. Nó có bị bong sơn như thế này. Bong sơn xíu ở đây thôi. Nói chung là ngoại hình con này thì mới tầm khoảng 65, con này thì mới tầm khoảng 70% các bạn, trầy xước nhẹ. Mô pin 6, đổi tay trái phải được. Con này thì lưỡi ra còn đầy đủ. Con này radio của nó là tầm 3.7 các bạn. Con này radio tầm 3.7. Máy quay rất là nhẹ. Chút chặn ok. Nói chung là quay ok nhẹ. Con này là con số 4. Con số 4 này là nặng, số 4 nặng là 340g. Con này có giá là 300.000. Tiếp theo là máy số 5. Số 5 ở đây mình có là một con Daiwa, Daiwa Spinter ST850. Con này size 4000 nha. Có carbon, thân kim loại. Win sóng. Lưỡi ra đầy đủ. Con này đổi tay trái phải được. Số 4 150m, size 4000, tương đương với Shimano size 4000 nha. Số 5 120m. Mô pin 6. Ngoại hình tổng thể như thế này các bạn. Nó gạt cước này còn cả con lăn cước còn rất là sáng. Gạt cước ok. Hàng này là hàng Daiwa Nhật size 4000. Máy thì quay khá là nhẹ. Ngoại hình tổng thể như thế này các bạn. Độ mới con này mới tầm khoảng 70%. Hàng này là Daiwa Nhật size 4000. Con này là con số 5. Con số 5 này nặng là 370g. Số 5 này có giá là 330.000. Tiếp theo là máy số 6. Số 6 đây mình có là một con
tương tự luôn nha. Con này là con Daiwa Spinter ST 850DX 850, con này là size 4000, có carbon thân kim loại. Số 4 150m, size 4000. Số 5 120m. Ui 6 tự ra đầy đủ. Đây. Con lan cước thì còn rất là sáng. Trà cước này ok nha các bạn. Hàng Daiwa Nhật, ngoại hình như thế này. Con này thì đồ mới của nó cũng tầm 70% nha. Chốt chặn ok. Quay khá là nhẹ. Con này là con số 6. Số 6 ngoại hình như thế này. Đây có trầy xước. Trầy xước phần lưng này. Như thế này. Đồ mới con này mới tầm khoảng 70%. Hàng này là hàng Daiwa Nhật. Con số 6 này nặng là 370g. Số 6 này có giá là 320.000. Số 7. Số 7 đây mình có con này là con Daiwa Spinter ST1000B. Cố của nó là cố carbon, thân kim loại. Cứ số 5 170m. Số 6 là vào được 140m. Size tướng nó là size 4500. Moving 6. Độ tay trái phải được. Gạt cước nó là sáng nha. Gạt cước ok nha các bạn. Ngoại hình như thế này. Con này thì đồ mới của nó mới tầm 70-75%. Hàng đây qua Nhật. Con này thì chốt chặn ok nha các bạn. Quay nhiệt. Ngoại hình như thế này. Con này là con số 7. Con số 7 này nặng là 360g. Số 7 này có giá là 340.000. Số 8. Số 8 ở đây mình có là một con Shimano. Shimano MRZ 600. Reto là 3.4. Cối carbon, thân kim loại. Ui xong. Dòng này mình không hiểu tại sao dòng này nó hay bị tuột lưỡi gà luôn các bạn. Dòng MRZ này rất hay tuột lưỡi gà luôn. Hình như là về 10 con là phải 8-9 con tuột lưỡi gà rồi. Con này là cứ số 4 là vào được 210m, số 5 là vào được 160m. Size tử của nó là size tầm 4500. Nguyên sóng, đổi tay trái phải được nha. Gạt cước của nó là sáng đẹp. Gạt cước ok nha các bạn. Hàng này là hàng Shimano Nhật. Ngoại hình tổng thể như thế này. Con này thì ngoại hình còn khá là ok. Trầy xước nhẹ thôi, độ mới mới tầm khoảng 70-75%. Đó. 70-75% trầy xước ít. Hàng Shimano Nhật. Có này Reto của nó là 3.4 các bạn. Reto 3.4. Máy thì quay nhẹ nha. Quay nhẹ, ngoại hình tổng thể như thế này. Là con số 8. Con số 8 này nặng là 400g. Số 8 này có giá là 340.000. Tiếp theo là máy số 9. Số 9 ở đây mình có là con Ryobi các bạn. Con này là con máy Ryobi RX1. Reto của nó là 3.8. Máy này là full kim loại nha. Toàn thân kim loại hết. Con này là cứ số 5 170m. Số 6, số 4 là vào được 210m. Size tưởng là size 4500 nha. Size tầm 4500. Con này thì cối lớn và thân nhỏ gọn. Con này size thực của nó tầm con này size thực của nó là tầm 4000 nha các bạn. Máy rất là nhỏ. Mua bên sống, đổi tay trái phải được. Dòng này thích hợp câu sông hoặc là câu size 4000 thì câu sông hoặc là các bạn câu câu rô ok, câu tiếp cũng được nha. Gạt cước rất là sáng. Gạt cước ok nha các bạn. Lưỡi gà đầy đủ. Con này thì máy còn khá là mới. Ngoại hình nó trầy xước rất là ít. Sờn xước nhẹ viền lưng này. Đồ mới con này mới tầm khoảng 75%. Hàng Ryobi Nhật. Máy thì quay rất là nhẹ. Chốt chặn ok nha.
Quay nhẹ mực. Con này là con số 9. Con số 9 này giá là 360.000. Con này nặng là 350g. Số 9 giá 360. Tiếp theo là máy số 10. Số 10 ở đây mình có là một con Olympic. Con này là con Olympic Backveo 1000, Reto là 3.8. Máy này là full kim loại nha. Một pin sống, lưỡi ra đầy đủ. Con này đổi tay trái phải được. Số 5 là vào được 150m. Xe thật 4,5, mô pin 6, đổi tay trái phải được nha. Gạt cứu thì còn khá là sáng. Gạt cứu ok nha các bạn. Xe thật của nó là size 4,5. Máy rất là chắc máy. Rất là chắc máy. Tay quay còn khá là sáng. Máy quay rất là nhẹ. Quay nhẹ mượt, ngoại hình tổng thể như thế này các bạn. Đồ mới con này mới tầm khoảng 75%. Con này là con số 10. Con số 10 nặng là 410g. Số 10 này có giá là 390.000. Số 11. Cái bộ ở đây mình có là một con Olympic. Con này là một con Olympic. Tên của nó là Olympic Pacific Sport. Hai bạc đạn. Dòng này thì nó khá giống với dòng Olympic LX nha các bạn. Phần này cối đây. Các bạn nhìn này. Cối lớn và thân rất là gọn. Cối lớn thân nhỏ gọn. Rato của nó là 4.56. Cứ số 5 220m, số 4 là 280m. Size tướng của nó là size 6000. Một bên sóng, đổi tay trái phải được. Lưỡi ga đầy đủ nha. Đây, con lăn cứu thì còn khá là sáng. Gạt cứ ok nha các bạn. Ngoại hình như thế này. Ngoại hình thì nó có tróc sơn như thế này các bạn. Tróc sơn như thế này. Ở bên này thì nó bị tróc một cái tem. Tróc cái tem Olympic giống như bên này nha. Tróc cái tem. Ngoại hình thì đồ mới của này mới tầm khoảng 70%. Hàng này là hàng Olympic Nhật. Dòng này thì quay rất là khỏe. Size 6000. Hai bạc đạn. Quay cực kỳ nhẹ luôn nha. Quay nhẹ buộc size 6000 ngoại hình như thế này. Con này là con số 11. Tay quay của nó là tay quay cán gỗ. Con số 11 này nặng là 430g. Số 11 này có giá là 450.000, size 6000. Số 12. 12 ở đây mình có là một con Daiwa SS nha các bạn. Con này là con Daiwa SS 6500, 3 bạc đạn. Daiwa SS No 4, 3 bạc đạn. Con này size tướng của nó là size tầm... Con này thì size tướng của nó là size tầm 7000. 7-8.000. Cốt trợ lực. Dòng đa qua thì máy quay rất là khỏe. Con này thì mô pin sống nha các bạn. Mô pin sống và mô pin của nó là chỉ có một chiều xả cước thôi nha. Khóa chiều ngược lại nha. Có chiều xả cước nha. Khóa chiều ngược lại thì chắc là không có ai quấn cước mà quấn bằng xoay cố như thế này cả. Ngoại hình tổng thể như thế này. Con này thì sờn xước nhỏ, đồ mới mới tầm khoảng 70-75%. Gạt cước thì còn khá là sáng. Cái lớp này là ở đây là người ta có thể gắn thêm một cái lớp nhựa để tạo cối nông nha các bạn. Nếu mà các bạn không thích cối nông thì các bạn có thể gỡ lớp nhựa này ra là được. Ngoại hình tổng thể như thế này. Con này thì ngoại hình còn tương đối, đầu mới tầm khoảng 70-75%. Phần tay quay ở đây này. Đó. Tay quay ở đây nó bị bể một miếng. Dòng này thì tay quay nó rất là dễ vỡ các bạn. Bị vỡ một miếng ở đây. Nói chung là xài vẫn ok, vẫn bình thường thôi. Nó bị vỡ một xíu các bạn.
máy thì quay rất là khỏe. Ba mặt đạn. Hàng này là Daiwa LS của Daiwa Nhật nha. Cốt trợ lực. Đây là cốt trợ lực ba mặt đạn. Dòng này thì câu kiếm cực kỳ khỏe, các bạn có thể câu tra, câu biển, câu nông, câu đáy. Ngoại hình như thế này. Con này là con số 12. Con số 12 này nặng là 540g. Số 12 này có giá là 650.000, size 7.000 nha. Số 13. 13 đây mình có là con Daiwa Spotlight ST2000X. Con này thì máy full kim loại. Cỡ số 7 là vào được 170m, số 6 200m, size tương ứng của nó là size 7000, mô viên 6. Đổi tay trái phải được. Dòng Daiwa Spotlight thì máy quay rất là khỏe. Gạt cước này. Con này thì gạt cước nó là sáng. Gạt cước ok nha các bạn. Ngoại hình như thế này. Độ mới con này, máy này mới tầm khoảng 75%. Trầy xước ít thôi. Đây có sờn xước nhỏ nha. Nói chung là ngoại hình này còn khá là sáng đẹp nha. Trầy xước không đáng kể. Size 7000. Hàng Daiwa Nhật. Máy thì quay rất là nhiệt. Ngoại hình như này. Rất là mới. Nói chung đồ mới này vậy tên tầm 75%. Con này là con số 13. Con số 13 này nặng là 550g. Số 13 này có giá là 650.000. Size 7.000. Cuối cùng là con số 14. 14 này mình có là con Daiwa Spot nâu 1. Con này thì có hai bạc đạn nha. Size 10.000, hai bạc đạn, không có cốt trợ lực. Con này không có cốt trợ lực nha các bạn. Thông số cước này. Máy này là full kim loại. Cước 12 vào được 150m, số 10 175m. Size tương ứng nó là size 10.000, mô viên sóng. Đổi tay trái phải được. Gạt cước thì còn rất là sáng. Ngoại hình như thế này. Bên này thì bị tróc một cái tem nha. Đó. Đây có trầy xước viền lưng này. Đây. Phần chân này sơn của nó có bị bong bong nhẹ như thế này các bạn. Con này thì độ mới của nó mới tầm khoảng 70-75%. Hàng Daiwa Nhật, dòng Daiwa Spot. Daiwa Spot là máy. Máy này nó còn khỏe hơn dòng Daiwa Spotlight này nha các bạn. Đó, các bạn nhìn như cái quay này. Hai mặt đạn, quay rất là nhẹ và khỏe. Dòng này thì câu biển, câu tra, san hô dùng ok hết. Xa lớn, máy khỏe, nhẹ. Ngoại hình tổng thể như này. Mới tầm khoảng 70-75%, con này là con số 14. Máy số 14 này nặng là 650g. Số 14 này có giá là 720.000. Thì mình đã giới thiệu qua tất cả là 16 con máy câu, trong đó có 2 con máy biển. 2 con máy biển và 14 con máy đứng. Thì các bạn lấy cái con này thì các bạn comment dưới video, hoặc là các bạn gọi trực tiếp cho số qua số là 0903 154 991. Cảm ơn, xin chào tất cả các bạn.